Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Xe Đạp Giá Kho. Và trong video này thì Hưng sẽ mang đến cho các bạn một cái mẫu xe đạp đua tay lắc với mức giá dưới 6 củ thôi, cực kỳ là chất lượng, đến từ thương hiệu Khalifa. Và với những bạn nào mà chúng ta đang tìm kiếm một mẫu xe có nằm ở phân khúc thấp á, thì chiếc Khalifa CR450 này cực kỳ là phù hợp với lại những cái tiêu chí mà chúng ta đang tìm kiếm luôn. Và ok, hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc CR450 này có gì nhé. Bắt đầu thôi. Và cái điểm ấn tượng đầu tiên có thể nói là cái phần khung xe của chiếc CR450 này. Với cá nhân mình từng thấy qua khá là nhiều cái loại khung xe đạp đua tầm phân khúc này rồi, thì mình đánh giá khung xe của chiếc CR450 rất là đẹp và thể thao. Lý do chúng ta sẽ thấy cái phần cổ xe ở đây nó sẽ mang cái tính thể thao ở cái vị trí là nó sẽ có một cái đường uốn nhẹ như thế này các bạn. Chúng ta sẽ khá là quen thuộc đối với mẫu Katani CA6.2 là mẫu xe đạp đua này, hay là CA6.3 vừa ra mắt, rồi DT Fly R518S, rất là quen thuộc đối với những anh em nào mà chúng ta đang cần tìm một cái, đang tìm hiểu về xe đua phân khúc giá 6-7 triệu. Quay trở lại với chiếc Khalifa CR450 của chúng ta ha, về như mức giá như Thành Hưng đã nói là nó rơi vào khoảng 5,8 triệu, và nó có rất là nhiều cái phiên bản màu sắc khác nhau. Thì phiên bản các bạn đang xem trong video hiện tại đây là một cái màu xi măng, gọi là xi măng đi ha. Mình rất là thích cái kiểu thiết kế như thế này, nhưng mà đôi khi là một vài bạn chúng ta không thích cái sự nổi bật quá. Tức là sao? Tức là trên một cái tổng thể thiết kế nó rất là tối màu và đơn giản như thế này, thì họ lại đưa vào một cái dãy màu, đây là nổi một vài cái màu nóng. Cá nhân mình thì không đánh giá cao cái phần này, và mình nghĩ là nhiều bạn chúng ta cũng sẽ như vậy. Nhưng mà xét về tổng thể, CR450 vẫn là một cái lựa chọn rất là ok nha. Rồi, nói về khung xe rồi, chất liệu khung là nhôm các bạn nha. Và khung này mối hàn được xử lý rất là đẹp cả ở trên và ở dưới của xe. Phần dây cáp sẽ được đi giấu vào trong khung như thế này các bạn ha. Hơn nữa thì về cái phần cấu hình của xe thì được trang bị ở đây là tay lắc. Lắc này là lắc Eltru R3 các bạn nha, lắc. Rồi thì bên phải của các bạn đang nhìn trong video hiện tại là khi mà các bạn sử dụng để lắc clip. Tức là sao? Khi mà chúng ta lên clip, chúng ta đẩy mạnh vào, và khi mà chúng ta muốn xuống clip, chúng ta bấm vào cái nút bên trong. Tương tự bên trái cũng vậy, khi các bạn muốn lên dĩa, chúng ta đẩy mạnh vào, đẩy hết hành trình của cái phần tay đời các bạn nha. Rồi sau khi mà chúng ta muốn xả dĩa xuống thì chúng ta chỉ cần nhấn vào cái phần tay đời bên trong. Phần ghi đông của xe này thì thật sự mình cầm cũng tương đối là chắc tay, và cái phần bô tăng đó các bạn tương đối là quen thuộc ha. Phần bô tăng này thì khá là phổ thông rồi, không có gì để nói quá là nhiều. Ok, về phía phần càng xe chúng ta sẽ thấy những cái họa tiết với những cái dãy màu nóng như thế này, làm nổi bật, khá là nổi bật cái chiếc xe lên. Tuy nhiên như mình đã nói rồi, mình không thích cái kiểu phối màu của chiếc CR450. Ngoài ra cấu hình của xe còn có phanh đĩa cơ các bạn nha, phanh đĩa cơ. Về phía bộ rúp set của chiếc CR450 này thì nó vẫn mang đến cho bạn một cái độ ổn định khi mà chúng ta trải nghiệm lắc và sử dụng với những nhu cầu hàng ngày. Thì như mình đã nói ở đầu video, đây là một mẫu xe rất là phù hợp dành cho những bạn nào chúng ta đang cần tìm kiếm một mẫu xe để tập thể dục nè, sử dụng với những nhu cầu hàng ngày của chúng ta ha. Ok, các bạn nghĩ gì về mẫu Khalifa CR450? Hãy để lại bình luận bên dưới, và đừng quên ủng hộ Xe Đạp Giá Kho một like, một subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Xe Đạp Giá Kho nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.